À, cắt xong mấy ngày thì bón uh, bón phân được mà nên bón phân gì à, em khánh đang tổng hợp quy trình uh, quy trình phục hồi và làm cho vụ mới rồi rồi xong em khánh sẽ đưa cho cô gì chú bác ha đúng không ạ cắt xong thì các bác đầu tiên nó phải cắt cành tỉa cành cái đã ha. à, sau khi tắt cắt cành tỉa cành thì bắt đầu xử lý uh, gọi là rửa vườn và giải độc cho cây À, giữa vườn thì à, à, thì à, nó chia ra thành hai loại đó là giữa nấm và giữa rong rêu tảo đỏ à, Thì em khánh sẽ cho cô dì chú bác đó là giữa nấm trước, xử lý nấm trước à, Sau khi đó thì đi humic 4 trong 1, à, humic carbon à, à, thì Trong humic 4 trong một thì nó có rong bị để giải độc cho cây luôn, đó là một trong những cái yếu tố mà mọi năm cô dì chú bác không làm à. À, và sau khi sau khi cắt cành tỉa cành xong thì mình mới mình dựa nấm xử lý nấm rồi xong bắt đầu mình mới vào phân nhé bác vào phân thì humic bốn trong một cộng với phân nở nhá phân nở phân chuồng thì em khánh đang làm quy trình sắp xong rồi chắc là buổi live stream sau thì là em khánh sẽ cho các bác lấy quy trình về rồi đọc rồi mình dễ hình dung hơn Đấy, các bác nhé